Thanh toán vé máy bay Vietjet Air chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Nay, chỉ với 4 bước đơn giản cùng VNPay QR trên ứng dụng Vietinbank iPay Mobile. Bước 1, trên máy tính, truy cập vietjetair.com và lựa chọn hành trình bay mong muốn của bạn. Bước 2, chọn phương thức thanh toán VNPay QR. Bước 3, đăng nhập vào ứng dụng Vietinbank iPay Mobile trên điện thoại, chọn tính năng QR Pay và quét mã VNPay QR trên màn hình máy tính. Cuối cùng, xác nhận để hoàn tất giao dịch và chuyến bay của bạn đã sẵn sàng cất cánh. Thanh toán vé máy bay trong tích tắc bằng QR Pay trên ứng dụng Vietinbank iPay Mobile.